Xin tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Thời tiết hôm nay rất là lạnh mọi người ạ. Và Ngọc Ánh hôm nay xin trân trọng gửi tới quý vị một cái dự án rất là mới thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội mọi người nha. Với cái dự án này mọi người ạ, thì đi ra tới bến xe Mỹ Đình rất là gần, nó khoảng tầm 8 km thôi. Và ở đây thì có dự án 8 căn, cụ thể thì nó thuộc đường Liên Mạc mọi người nha. Đường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với 8 căn này thì đang trong cái quá trình hoàn thiện và có thể dọn đồ về ở ngay mọi người nha. Ngõ trước nhà thì ô tô nhỏ có thể đi qua, vị trí thì đi vào trung tâm của thành phố Hà Nội rất là gần. Từ vị trí này xung quanh rất nhiều trường đại học lớn mọi người nha. Học viện Hành chính này, trường Đại học Mỏ Địa chất này, trường Đại học Cảnh sát này, Nhân dân, nó tóm lại là xung quanh đầy đủ những cái tiện ích mà tất cả quý vị nào đều mong muốn, gần với lại bến xe này, gần với lại các trường đại học này, gần với trung tâm thương mại này, đi lại vô cùng thuận tiện, tầm bán kính 3 km đầy đủ trung tâm thương mại Vincom Megamall mọi người nha, rất là gần. Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu với mọi người căn lô góc của 8 căn này mọi người nha. Thì với 8 căn này thì đã bán 2 căn rồi, hiện tại chỉ còn 6 căn thôi mọi người ạ. Và căn giá chào bán từ 2 tỷ 150 triệu đồng. Căn lô góc này thì giá cụ thể là 2 tỷ 250 triệu đồng. Ở đây có 3 cái hướng nhà mọi người nha. Cụ thể là hướng Tây Nam này, hướng Đông Bắc và hướng Tây Bắc quý vị nhá. Căn nhà này là hướng Tây Bắc. Mời mọi người theo em vào vị trí của căn nhà này. Với diện tích nhà là 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ngõ trước nhà thì ô tô nhỏ có thể đi qua, Ngọc Ánh nhấn mạnh với mọi người. Với lại từ vị trí cái căn nhà này đi ra cái điểm đỗ dừng xe buýt mọi người ơi, rất là tiện nha mọi người. Mời mọi người theo em vào tầng 1 cụ thể của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà, căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc xách vali về và ở ngay trước Tết quý vị nha. Giá chào bán cụ thể 2 tỷ 250, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Và với căn nhà này quý vị chỉ phải chi trả trước khoảng tầm 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại, phần tối đa còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất và với những cái ngân hàng mà hỗ trợ khách hàng tối đa nhất. Căn nhà này lô góc mọi người có thể nhìn thực tế ở đây, giúp Ngọc Ánh ở đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, nó có cửa sổ ở phía bên hông này rất là thoáng quý vị nha. Cửa chính thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính, cửa nhôm kính. Đó, với phần hoàn thiện, phần phòng khách cũng đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉnh chu, chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Trần thạch cao này, thiết bị đèn led chiếu sáng đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Hệ thống điện nước, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ. Mời mọi người theo em vào phía phòng bếp của căn nhà. Với căn phòng bếp của căn nhà đã được hoàn thiện gần như cũng là đầy đủ hết mọi người ạ. Với cái công năng tủ bếp thì thiết kế là gỗ thịt sơn màu trắng mọi người nha. Và cái phụ kiện bếp đi kèm đều là chất liệu inox 304 này. Chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt đầy đủ. Riêng căn nhà này chủ đầu tư có tặng cho quý vị nhìn thực tế ở đây, đó là một cái bếp và một chiếc hút mùi mọi người nha. Đó, mặt bếp thì ốp đá granite màu đen và xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Ngoài ra với cái phần tầng 1, ngoài phòng khách và bếp thì có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, bất kỳ một cái vị trí bất động sản nào mà Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người thì đều cố gắng nhấn mạnh cái vị trí mọi người ạ. Cái vị trí căn nhà này nó là thuộc quận Bắc Từ Liêm, đi lại ra tới trung tâm của Hà Nội nó rất là gần, đi ra tới Mỹ Đình, ra tới Cầu Giấy, nó chỉ phạm vi bán kính 10 km lại thôi, rất là tiện mọi người nha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Và ở phía cầu thang và phần phòng khách thì có một cái vách ngăn CNC ở đây để mọi người có thể nhìn thấy thực tế luôn. Đó, ngăn cách giữa phía cầu thang và phần phòng khách. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất là cụ thể chi tiết phần tầng 1 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 2, 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau mọi người ạ. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh. Thì đây là chính là cái phía căn phòng ngủ ở phía bên trong, ở phía bên ngoài của ngôi nhà. Thực ra với cái diện tích 30m thì chủ đầu tư chỉ thiết kế một tầng, một phòng ngủ thôi mọi người ơi.
Đó, đầy đủ cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Cửa sổ thì hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Ống chờ, dây chờ điều hòa, át chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ mọi người nha. Với cái trên tầng 2 này thì mọi người có thể nhìn ở đây là chủ đầu tư thiết kế là lát gạch thẻ mọi người nha. Nhìn nó rất là giống với lại sàn gỗ nhưng mà không phải mọi người ạ. Nó là gạch thẻ, kích thước gạch thẻ là 15-60. Đó. Và cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa nhựa composite mọi người ơi. Đây. Rất là nhẹ, tuy nhiên thì về cái chế độ bảo hành của nó rất là tốt mọi người ạ. Bảo hành từ 8 đến 10 năm, chống cong vênh, chống mối mọt rất ổn luôn. Đó, nhìn nó rất là giống cửa gỗ. Ngoài ra, phần tầng 2 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh rất là rộng ở phía bên ngoài. Đấy, được thiết kế đầy đủ hệ thống bồn cầu này. Rồi là hệ thống sen tắm nóng lạnh Hàn Quốc này. Bàn đá lavabo đây, quý vị có thể nhìn thấy thực tế này. Đó, nước sạch, điện đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà rồi, mời mọi người theo chân Ngọc Anh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhá. Quý vị ơi, với tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 thôi ạ. Như thế thì lên trên phía tầng 3 này đã có hai phòng ngủ rộng, tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng. Vị trí của cái căn nhà này thì thực tế mà nói nó rất là ổn định. Đây là một thị trường rất là mới mà sắp tới Ngọc Anh sẽ chia sẻ rất nhiều tới quý vị. Mọi người nha, thị trường ở trên quận Nam Bắc Từ Liêm rất là mới đối với Ngọc Ánh. Nên là Ngọc Ánh sẽ cố gắng chia sẻ đến thật nhiều cho quý cô chú, anh chị có thể tham khảo thêm cái thị trường ngoài cái thị trường quận Hà Đông mà Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ với mọi người đấy. Thì đây, cái thị trường này giá rất là hợp lý, đi ra trung tâm cũng rất là gần mọi người ạ. Phía tầng 3 đây, thiết kế như tầng 2, đó. Thay thế mỗi nó khác một chút về cái màu gạch ốp và cái phần hệ thống sen cây thì thay bằng hệ thống sen tắm thường thôi. Nói chung xung quanh của cái căn nhà này tiện ích dân sinh đầy đủ, chợ ngay gần như là bên cạnh nhà, nhà văn hóa thì ngay đằng sau lưng, chỗ để xe ngày đêm có hết mọi người nha, rất là đầy đủ, cụ thể và chi tiết. Mời người theo em lên trên phía tầng 4 để khám phá thêm cái tầng 4 của ngôi nhà này. Và mọi người đừng rời mắt khỏi video nha. Với tầng 4 của ngôi nhà, khi mà Ngọc Ánh vừa bước chân lên thì ở đây nó có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang quý vị nha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 như Ngọc Ánh vừa chia sẻ toàn bộ là gỗ lim. Trên tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế như sau. Phía Ngọc Ánh đang đứng ở đây là khu vực để máy giặt quý vị nha. Máy giặt ạ, đấy, đầy đủ ổ cắm cũng như là cái ống thoát sàn thoát nước rồi. Và trên tầng 4 thì thiết kế một cái căn phòng riêng. Cái căn phòng này thì có thể quý vị thiết kế làm phòng thờ, có thể thiết kế lên thêm phòng ngủ và cái nói tóm lại là tùy công năng sử dụng của mỗi quý khách hàng. Nhưng với 4 tầng và thiết kế 3 phòng riêng biệt, tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Ngọc Ánh review thì từ cái phần vị trí cho tới cái phần giá cả rất là cụ thể và thật nha mọi người. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm là cái giá mà Ngọc Ánh đưa ra tới tay khách hàng toàn bộ là giá từ chủ đầu tư đưa tới tay mọi người. Giá bán có thương lượng mọi người nha, thuận mua vừa bán. Vậy nên tất cả mọi video mà mọi người cũng như quý khách hàng mà đã đi xem cùng Ngọc Ánh thì đều cảm nhận được là cái kênh bán hàng của em nó rất là ok mọi người nhá. Đây, phần này chính là phần sân phơi, phần còn lại cuối cùng của ngôi nhà. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Đây. Phần sân phơi rất là rộng rãi, thiết kế một cái màu khác mọi người ạ. Và cuối cùng mà Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, bởi vì cái căn nhà này thì dự án 8 căn này đã bán 2, chỉ còn 6, diện tích từ 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, giá chào bán từ 2 tỷ 150 triệu đồng, xung quanh đầy đủ tiện ích, đi ra tất cả các trường đại học lớn của Hà Nội, thành phố Hà Nội nó rất là gần mọi người ơi, chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 5km quay đầu thôi. Đặc biệt với vị trí căn nhà này rất là gần với lại cái phố mà Tây Tịu mọi người ạ.
đó, rất là gần. Vậy thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em. Trong thời gian sắp tới sẽ ra được thật nhiều video để review cho mọi người những cái vị trí khác nữa. Và nhớ đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em nha. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin mới nhất từ Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.